Hello, chào các bạn nha. Trở lại với kênh Nông Giải Bình Thuận. Ở đây thì trời bắt đầu hí sáng các bạn. Thì bắt đầu mình sẽ đi ra ngoài Lương Sơn các bạn, để đi thăm bẫy rắn, rồi đi quay mớ rắn luôn các bạn. Thì sẵn đây thì từ đây rất là xa. Đây nè các bạn nè, thấy không? Lúc 5 giờ 49 phút giờ mình chạy ra ngoài đó cũng khá xa các bạn. Thì mình chạy ra ngoài đó thì mình sẽ đi thăm, rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Hiện tại km của mình là ở nhà là 10.856, là mình chạy ra coi đó coi thử là bao nhiêu ngàn cây nha các bạn, bao nhiêu cây số nha. Thì bắt đầu mình đề ba nha các bạn. Chưa ra tới điểm nha các bạn. Tới điểm các bạn, chạy khỏi tầm 60-70 cây vậy đó. Đồng hồ của mình là 1.924 cây. Trùng đèn hả? Chuẩn bị chuột đi thăm bầy rắn. Đó, chuột bự thôi. Chà bá hả? Chà bá quá. Ê nha, con kẹt kẹt. Ý nó ra cả chuột ra cả chạy ra sao biết rồi. Chuột để chuẩn bị nha các bạn. Đây là em thịt chuồng đen. Ô mà thấy mập ú ù à. Chuẩn bị lộn siêu thịt. Bị chuột con nó kêu nè. Tới nơi nha các bạn. Giờ thì dừng xe bắt đầu đi vô thăm cái bẫy các bạn. Cái bẫy đầu tiên của cái khu vực này. Ở đây mình đi giao lưu với lại anh Tài tiếp tục nha các bạn. Anh Tài thì anh đang thăm ở đây. À, thành sắp đây các bạn. À, có hàng gì không? Lúc bữa nay đi thăm cầm cái rửa đưa luôn hả? Cọp các bạn ơi. Ôi, cái này nó phun ra. Nó phun là. Có cầm bao đi không? Bao nữ à. Cọp các bạn. Cầm bao lưới đi được không? Cọp này là chiên da phun lọc lọc nha các bạn. Ui con này nó vô lâu rồi. Vô nó bị lọt cái đầu xíu nha các bạn. Cọp dữ nha. Đó nó phun á. Mình không có mang kiến nha các bạn. Con này rất là hung dữ à. Bắt nó ra. Con mang kiến đồ gì không? Hả? Có kiến mà. Cái kiến hả? Cái kiến đi. Là thăm cái bẫy đầu tiên được một con cọp nha các bạn. Con này thì nó cắn một phát thì khỏi nói luôn, khỏi bàn luôn. À, gớm không? Giờ đang chuẩn bị thủ tục bắt nó ra. Giờ đang chuẩn bị thao tác bắt nó ra. Đó thấy không? Kệ nó phun sao đâu, mang kiến rồi mà. Mới phun các bạn.
mà nó không phun mình nha. Mình cũng chỉ lấy cái nón mà mình ấy kịp xuống thôi, chứ mình không có mang kiến các bạn. Anh Tài này nó mang kiến để anh bắt nó ra, anh sẽ chết ghê lắm các bạn. Nhưng mình là mình thò tay vô mình bắt luôn à. Chết mà không sợ ta. Chết là ai cũng phải trải qua thôi. Đập đập cho nó chạy qua ấy. Quá ai. Quá. Con này nó là gì vậy? Bắt đầu nó qua các bạn. Lì quá. Ê, nó nhui đầu ra cả. Ông ôm luôn. Ấy dòng mất rắn mà không sợ mày. Nó làm thủ tục lâu quá các bạn. Vô bao rồi nha. Báo cáo các bạn nó con phun vô đâu vậy? Phun đầy mặt đó. Vậy ăn. Ừ. Một con. Giờ đi thăm cái tiếp theo nha. Cũng không? Khủng long, khủng long, khủng long ơi. Một xíu. Hả? Châu. Ui, ăn ráo. Hổ trâu. Hổ trâu các bạn. Này được em hổ trâu nha các bạn. Gọi là long. Ấy. Ấy. Này gọi là long thừa. Long thừa. Gọi là rắn long thừa gọi là cái gì đó ta? Hổ trâu, long thừa, rồi hổ vện. Ba cái tên là cũng là một dòng nha các bạn. Không. Bên đây con này nó cũng nhỏ các bạn, có tầm 8-9 lạng các bạn. 8-9 lạng à. Rồi. Ôi. Nó ị các bạn ơi. Mình quấn theo cái cây bù xích nha các bạn. Thăm cái mới nha các bạn. Thăm hai cái dính hai con. Phê. Cái này cái thứ ba, hy vọng dính tiếp. Quay tiếp cho các bạn xem ạ. Hai con bự quá. Hả? Hai con này bự quá. Hai con bự quá hả? Sáng tôi ăn sáng bay 220 liền. Ủa, cái này dính con nữa không? Dính con gì nữa? Trâu sao? Hả? Nặng không? Nặng không? Cùng em bé nữa. Em bé nữa hả? Xỉu nhi các bạn ơi. Thêm một con xỉu nhi nữa các bạn. Mình mở ra cho các bạn xem nha. Sao mùa này mùa xỉu nhi không ta? Ui, một em xỉu nhi nữa các bạn. Xỉu nhi. Đây, chí, như đây. Quý này. Rào. Ra chứ. Hay rồi. Dạ. Bị cắn các bạn. Thở như trâu. Đúng rồi, trâu, thở như trâu các bạn. Thấy nó thở không? Khò. Này cầm cho. Đừng có ị nha. Ị cái nó khổ quá mà. Ị đừng có ị nha. Giỡn à. Dữ vậy. Quỷ này dữ quá các bạn. Không bao đi. Con này chiều chắc gỏi hấp xả luôn ngon. Giờ chuẩn bị đi qua thăm cái mới tiếp nha các bạn. Ba cái dính ba con. Quá sung sướng các bạn ơi. Đi thăm cái thứ tư nha các bạn. Bữa đây mình thăm hết 7, mình sẽ quay hết một cái clip cho các bạn xem luôn. Để coi thứ nó dính là khoảng bao nhiêu con nha các bạn. Sai vậy. Sao vãi à. Nãy sao không ở trên đường đi xuống luôn. Thôi, khủng long này. Rồi một em nữa thôi.
hay không? Hả? Cái này không có nha các bạn. Còn chuột cho nó miếng lúa. Nhìn không? Đó, nó khiệt khiệt đó, đó. Đó, thấy không? Khiệt khiệt đó. Trời ơi, con cọp thập ba các bạn ơi. Trời ơi, con này mới gọi là hàng khủng long này. Dữ rồi. Mày kiếm vô, mày kiếm vô. Chị bao cát hả? Một bao luôn nhớ, chung bao luôn nhớ. Ôi ôi, con cọp này các bạn. Hàng khủng ngang. Con này mới vô luôn, mới toan luôn. Mới vô luôn à? Ừ. Ốm hả? Con này mới ốm à. Mùa này nó ốm sao á? Con nào nó nhìn xương sống nó nổi lên không ta? Mọi người, nó phun rồi. Cái mặt trăng con này khá là đẹp các bạn. Thấy không? Hai con cọp, hai con trâu. Đầu mình cho qua bao nha các bạn. Trọt ấy, trọt cho nó qua. Mở cái nắp bao ra luôn. Tay nghề còn yếu quá nha các bạn. Các bạn coi thông cảm nha. Đó, nó qua rồi đó. Trọt luôn. Trọt luôn, nó qua rồi đó. Đang qua. Đầu thục này. Thả cái bao ra luôn. Đó, nó qua. Đầu thục ấy. Các bạn, con này khá là đẹp, con này to, mình sẽ ngâm vào rượu luôn. Kệ nó phun kệ nó. Mày kiến rồi mà phun rồi còn sợ nó mày. À, mày kiến rồi mà phun rồi còn sợ. Mày kiến mà nó phun mà còn sợ các bạn. Mình đâu mang kiến mang gì hết mà mình nãy giờ mình kệ nó đi, không liên quan đâu, nó phun bình thường mà. Mình có sợ. Vậy mà còn đòi đi bẫy rắn các bạn. Gặp mấy con này sợ mà. Qua. Ý. Nó qua bình thường mà. Đọc đi cho nó qua. Đó nó qua rồi đó. Nhìn cái đầu nó qua. Cứ dữ rồi các bạn. Mình không mang kiến mà mình còn quay cho các bạn xem được mà. Ảnh mang kiến mà sợ ghê các bạn. Chưa xách mà khịt khịt cái là sợ. Nó nhả hàm răng là cái là sợ các bạn. Kệ nó, bình thường, không sao hết. Phun con vô mắt đâu lo. Đi hai người. Kệ nó. Quái. Quái quái cha. Mày ký luôn còn sợ. Nó lạy luôn, lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên trong đời các bạn. Ơ mày kiến rồi mà nó phun rồi còn sợ. Lấy cái kia bịt cái mặt lại rồi thôi chứ gì đâu. Khó khăn quá bắt con rắn mà nãy giờ phun hai lần không. Vô mấy con này là khủng khiếp rồi, nhất là cái gì các bạn. Đem qua nha các bạn. Đem qua bao nè. Ôi, cầm bao rồi đó. Hai con. Ôi, mình là hai con nha các bạn. Bỏ bao cuộc lại để đi với người nữa tới không. Cái mới nha các bạn. Không thấy rồi. Hả? Cái này khó quá. Có không? Con gì? Sóc. To không? Dính được con các bạn. Úi chà. Con này là con sóc nha các bạn. Hả? Úi. Đây dính được một em sóc các bạn. Ủa
cũng ăn chuột chạy đâu ta? Chuột chắc xóc thịt rồi, đâu nữa? Xóc ăn chuột nữa hả? Ai biết, hay là chuột chết rồi nè, rã xác nè. Dòi lúc nhúc nữa. Mới 3 ngày đây sao rã xác được? Sao có dòi lúc nhúc nữa? Thấy không? Nghiên cứu hơi bị khó à. Xóc mà vô lòng chùa là lần đầu tiên luôn các bạn. Xóc mà vô hôm rắn luôn. Cái này chưa để mình nướng muối ớt ấy. Hey. Làm cái mối tiếp nha các bạn. Hy vọng cái này dính còn khủng quá. Nôm dữ ấy. Nặng gì vậy? Hả? Cột nữa. Hả? Ui, cái này con cọp gì vàng. Cọp tiếp các bạn ơi. Các bạn ơi. Cọp nha, cọp nha. Hứng dữ nha. Hàng ngon luôn nha. Ây da, cứng quá. Ây da, hứng dữ luôn nha các bạn. Ây, con này nó lạnh quá thì sao á. Mà cứ nó quấn tròn như vậy các bạn. Thấy không? Cọp dữ nha các bạn. Bắt tay bắt bao kia luôn, lấy bao kia đây. Cọp dữ nha các bạn. Hai. Bành men ra coi, cho đại ca coi xíu ơi. Rồi các bạn thấy chưa? À, rắn hồn giả nha các bạn. Đó, nó phụt, nó phụt. Nó phụt. Đó, các bạn thấy nó phụt chưa? Ghê chưa? Dữ à. Các bạn thấy ghê không? Rồi giờ mục tiêu của anh, của anh Tài là bắt con này ra nha các bạn. Ảnh thì rất là sợ cái dòng này, nếu mà không có mình thì là ảnh thả luôn các bạn à. Ảnh chơi kiểu đó mà, ảnh bắt rắn kia không à. Trời, vô thăm cái tiếp nha các bạn. Hy vọng dính con nữa coi. Này mình đánh ở trong cái bụi gai nha các bạn. Hả? Có à. Đó, cái có những cái không có thì mình sẽ cắt ra nha các bạn. Và cái những cái mà có thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là cái đồng đồng trống các bạn. Đó. Rồi, giờ mình sẽ chuyển qua cái mới. Cái mới thì nó dính rồi, mình sẽ quay nha các bạn. Vô thăm cái bẫy tiếp theo các bạn. Dính con trâu. Ê, 2 kg. Dính cỡ đó thì thôi, chắc lử đã luôn á. Thấy con chuột nó chạy ra. Mình mới thấy con chuột chạy ra các bạn. Cái này nó không dính luôn. Tiếp nha. Thăm cái tiếp nha các bạn. Thế này mới ngon nè. Dính nè. Dính. Dính. Chết rồi. Hổ hành kẹt đầu chết các bạn ơi. Phải không? Oh, hổ hành kẹt đầu chết nè các bạn. Đây là cái ao sen các bạn. Sen của ta trồng nè các bạn. Anh Tài anh đi lên trên đây mình mê đi quay sen quá. Ao sen luôn nè. Úi, cò bay. Con gì? Ôi cha. Con gì đây mà nó đẻ đầy trứng hết các bạn. Quá. Ui, nó chết rồi hả? Chưa, chưa chắc chưa. Còn sống mà sắp chết luôn rồi. Ơi, nó bị sốc hôm các bạn, ghê quá. Rồi xong luôn. Xong luôn. Nó đẻ trứng trong đây luôn các bạn ơi. Ôi,
bắt nó ra đi. Bị sốc hôm chứ. Có kiến không? Con này bị sốc hôm nha các bạn. Nó đĩa trứng nè. Mới có 3 ngày mà sao mà nó nhanh dữ vậy ta. Con này thả phát cái dính liền luôn quá. Con này thì để cho anh nhường lại cho anh Tài bắt. Chết luôn. Chết luôn. Trứng không?